Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cộng đồng ASEAN của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về yếu tố kinh tế trong cuộc bầu cử Tổng thống Philippines. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức liên quan đến Cộng đồng ASEAN thời gian gần đây. Thưa quý vị và các bạn, các quốc gia ASEAN đang tiến hành thảo luận về thiết lập thỏa thuận công nhận lẫn nhau đối với linh kiện ô tô, dỡ bỏ những biện pháp phi thuế quan trong ngành công nghiệp sản xuất này. Theo đó, khi chất lượng một sản phẩm linh kiện ô tô đã trải qua kiểm định, kiểm chứng chất lượng tại một đơn vị kiểm định hoặc phòng thí nghiệm được Ủy ban Tư vấn ASEAN về tiêu chuẩn và chất lượng chấp nhận, thì sản phẩm đó có thể được nhập vào bất kỳ thành viên ASEAN nào mà không cần phải kiểm tra lại. Dự kiến thỏa thuận công nhận lẫn nhau đối với linh kiện ô tô sẽ được trình lên Ủy ban Tư vấn ASEAN về tiêu chuẩn và chất lượng vào tháng 6. Nếu được thông qua, thỏa thuận này sẽ tiếp tục được trình ký tại hội nghị các lãnh đạo kinh tế ASEAN vào cuối năm nay. Các chuyên gia cho rằng việc dỡ bỏ những biện pháp phi thuế quan trong ngành ô tô ở ASEAN sẽ tạo ra 500.000 việc làm mới, đồng thời góp phần tăng trưởng kinh tế. Giới đầu tư Trung Quốc đang hướng sang thị trường Thái Lan trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng chậm lại. Thị trường Thái Lan luôn là lựa chọn số 1 đối với giới đầu tư Trung Quốc do có rất đông cộng đồng người Hoa cư trú. Thái Lan còn là cửa ngõ giúp Trung Quốc thông thương với thị trường Đông Nam Á đầy tiềm năng với 600 triệu dân. Môi trường đầu tư của Thái Lan cũng được đánh giá là một trong những thị trường hấp dẫn nhất. Chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2016, lượng vốn đầu tư Trung Quốc cam kết rót vào Thái Lan là 5,7 tỷ bạt, tương đương 163 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2015, đưa Trung Quốc trở thành đối tác cam kết đầu tư lớn thứ ba của Thái Lan tính tới thời điểm hiện tại. Các hãng hàng không giá rẻ và các nhà sản xuất máy bay chở khách cỡ nhỏ sẽ là những đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất sau khi thỏa thuận về một thị trường hàng không chung trong khu vực Đông Nam Á, hay còn gọi là bầu trời mở ASEAN, có hiệu lực từ tháng 4 năm 2016. Theo thỏa thuận, các hãng hàng không được phép triển khai không giới hạn những chuyến bay từ quê hương của họ tới bất kỳ sân bay nào mà còn điểm đỗ trong khu vực. Thỏa thuận này không chỉ tăng số lượng các chuyến bay quốc tế, giúp du khách có nhiều lựa chọn hơn mà còn góp phần cải thiện sự kết nối trong khu vực, phát triển du lịch cũng như củng cố vị thế của ASEAN như là một liên minh kinh tế thống nhất. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo hiện các sân bay lớn trong khu vực đều đang trong tình trạng quá tải và việc tăng cường các chuyến bay không giới hạn sẽ trở nên vô nghĩa nếu như các chính phủ không thể giải quyết dứt điểm tình trạng này. Trước làn sóng phản đối của người dân, chính phủ Thái Lan đã thông qua quyết định ngừng cấp giấy phép mới cho khai thác vàng và đến hết năm 2016 sẽ hoàn toàn đóng cửa công việc sản xuất vàng ở tất cả các khu mỏ hiện còn hoạt động trong nước. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh quyết định này. Quyết định này nhằm đáp ứng khiếu nại của người dân địa phương về tác động môi trường và sức khỏe từ các hoạt động khai thác vàng của Akara Resources, công ty con của công ty khai thác quặng Kingsgate Consolidated Australia. Công ty Akara Resources hiện đang vận hành mỏ vàng lớn nhất nước này, Chachi, nằm giữa các tỉnh Pichit, Pisanulok và Phetchabun. Người dân địa phương khiếu nại rằng mỏ vàng Chachi đã hủy hoại sức khỏe mùa màng và gia súc của họ. Các cuộc kiểm tra sức khỏe của người dân sống xung quanh khu vực mỏ vàng Chachi cho thấy trong máu nhiều người dân có hàm lượng các chất độc hại cao. Theo kết quả một cuộc kiểm tra sức khỏe tiến hành hồi tháng 1 năm 2015, có hơn 300 người dân sống gần mỏ Chachi dương tính với thạch tín và mangan. Tuy nhiên, Ankara đã bác bỏ kết luận này và công ty đã được mở cửa lại sau 44 ngày. Còn trong vụ việc lần này, mặc dù chưa có bằng chứng khoa học chứng minh hoạt động khai thác vàng là nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khỏe cho người dân, nhưng nhà chức trách cho rằng vì hoạt động khai thác vàng gây ra những xung đột với người dân nên công ty Ankara Resources buộc phải đóng cửa mỏ vàng Chachi. Phát biểu với báo giới, Ankara Resources cho biết họ chưa nhận được quyết định đóng cửa chính thức. Người phát ngôn của Ankara cũng bày tỏ sự bất ngờ trước quyết định đình chỉ hoạt động mỏ vàng vì giấy phép khai thác mỏ của công ty này có hiệu lực đến tận năm 2028 và công ty cũng đã đóng góp rất lớn cho kinh tế Thái Lan. Chúng tôi đã nộp khoảng 400 triệu bạt, tương đương 11 triệu 330 nghìn đô la Mỹ mỗi năm để được quyền khai thác mỏ cho chi. 60% số tiền này được sử dụng cho các hoạt động cộng đồng ở địa phương. Vì vậy, nếu công ty phải đóng cửa, thì đó sẽ là một thiệt hại rất lớn đối với nền kinh tế Thái Lan, nhất là vào thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay. Năm ngoái, Ankara Resources sản xuất và xuất khẩu được 4 tấn vàng trị giá khoảng 180 triệu đô la Mỹ. Nhà chức trách cho biết Bộ Y tế sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe của người dân địa phương. Trong khi đó, Bộ Lao động sẽ tìm phương án hỗ trợ cho 1.000 công nhân của Ankara Resources sau khi công ty này đóng cửa. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, thị trưởng thành phố Davao, ông Rodrigo Duterte đã trở thành tổng thống mới của Philippines. Ông Duterte giành thiện cảm bằng những cam kết mạnh mẽ về việc xóa bỏ đói nghèo, chấm dứt tham nhũng và diệt trừ tận gốc tội phạm.
Mong muốn của hầu hết cử tri Philippines là tổng thống mới sẽ duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất châu Á và giải quyết được tình trạng nghèo đói của đất nước này. Theo đánh giá của giới phân tích, tổng thống mới của Philippines Rodrigo Duterte sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn là vượt qua cái bóng của người tiền nhiệm. Philippines trong 4 năm qua, dưới sự lãnh đạo của tổng thống Benigno Aquino đã đạt được nhiều thành quả nổi bật. Tăng trưởng kinh tế nhanh nhất Đông Nam Á với mức tăng trung bình đạt hơn 6%. Đây là mức tăng trưởng kinh tế tốt nhất của Philippines trong vòng 4 thập kỷ qua. Chính quyền của tổng thống Aquino đã triển khai những biện pháp chắc chắn, tránh xáo trộn mạnh, từng bước điều chỉnh nền kinh tế để giảm thiểu nạn tham nhũng và trốn thuế, nhằm có thêm nhiều nguồn tài chính để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các ngành công nghiệp chế biến, gia công hay du lịch của nước nhà. Tuy nhiên, hiện 1/3 dân số Philippines vẫn đang sống dưới mức nghèo khổ, 15% chỉ vừa đủ tiền mua nhu yếu phẩm. Tỷ lệ lao động vụ việc và thất nghiệp vẫn cao ở giới trẻ, chiếm khoảng 25% dân số. Nền kinh tế Philippines vẫn dựa vào nguồn ngoại tệ được gửi từ lực lượng lao động xuất khẩu khắp thế giới. Chính vì vậy, các cử tri đều mong muốn tân Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ giảm thiểu được tình trạng này. Tôi mong muốn Tổng thống mới sẽ có chính sách giúp giảm giá các mặt hàng để chúng tôi có cuộc sống tốt hơn. Cô Jinky Destajo cùng các con đã trải qua quãng thời gian khó khăn, thậm chí phải ngủ ở ngoài đường sau khi căn nhà ổ chuột của cô bị giải tỏa. Cả nhà Jinky sống dựa vào đồng lương của chồng, làm việc tại một bãi đỗ xe trong thành phố. Vì thế, Jinky hy vọng rất nhiều ở vị Tổng thống mới. Tôi hy vọng tân Tổng thống sẽ tạo ra nhiều việc làm cho những người vô gia cư như chúng tôi và điều hành kinh tế tốt hơn. Ông Ramon Casible, chuyên gia phân tích Viện Chính trị và Cải cách Bầu cử cho rằng, người dân đang mong đợi những kết quả cụ thể hơn nữa từ nền kinh tế theo định hướng Aquino. Tăng trưởng kinh tế toàn diện là một vấn đề lớn trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này. Điều đó có nghĩa là không chỉ vấn đề liên quan đến kinh tế vĩ mô, mà còn cả các vấn đề kinh tế vi mô để lợi ích của tăng trưởng kinh tế lan tỏa tới mọi tầng lớp trong xã hội. Dự báo cho thấy năm 2016 tiếp tục là một năm thuận lợi cho nền kinh tế Philippines. Cả Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đều dự đoán Philippines sẽ tăng trưởng khoảng 6% trong năm nay. Nền kinh tế Philippines cũng được hưởng lợi từ việc giá dầu thấp và hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN. Ngành dịch vụ sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Trong khi đó, các hoạt động như chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng và lắp ráp ô tô cũng sẽ giúp tạo thêm việc làm. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo hoạt động thương mại và đầu tư của Philippines có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng của tình trạng suy thoái kinh tế ở Trung Quốc và triển vọng lãi suất tăng cao ở Mỹ. Ngoài ra, vấn đề việc làm hiện dao động trong khoảng 6-6,6%, vốn đã không thể theo kịp tốc độ tăng trưởng, có thể sẽ vẫn ở mức cao. Tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức gần cao nhất châu Á với 16,6%. Sự bất bình đẳng trong thu nhập đã trở nên tồi tệ trong 3 năm qua, mặc dù số tiền người lao động Philippines ở nước ngoài gửi về tăng lên mức cao gần 30 tỷ đô la Mỹ. Hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định về tình hình Philippines dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là dư luận Philippines và quốc tế đang trông đợi vào những bước đi cụ thể của ông Duterte trên cương vị Tổng thống để đem lại những lợi ích thiết thực cho Philippines nói riêng và khu vực nói chung. Trong năm 2016, chính phủ mới của Philippines sẽ có nhiều cơ hội để thúc đẩy cải cách liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng, cải cách các quy định kinh doanh và tài chính để kinh tế cất cánh. Đến đây, chuyên mục Cộng đồng ASEAN của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.